Đây các bạn, phần thưởng dành cho những người chiến thắng khi mà bẻ được thanh Hắc Long Đao 100 đen 0 tỷ. Đi thôi. Wow. Cái xe xa đã bật mọi người. Một ở đầu van đấy, thành vàng này cũng là tay chưa, tay em chưa nó phục được thì vật thưởng sẽ là một quay của đội đi vua đấy, cố lên vua đâu bạn, để được rồi, được nào vút được bạn đấy, lên này bạn thì vút lên này sẽ vào, cố lên nào, vào đi, vào đi, vào đi, cố lên, người đầu tiên nào, người đầu tiên, người đầu tiên, ui rồi vào lắm. Ok, thank you. Rồi, rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Bẻ như thế này để mình khép vào, tôi khó mời các bạn bây giờ. Tôi dẫn bạn vào cái bẻ này không? Cao như thế. Ngồi xuống, ngồi hẳn xuống. Ngồi xuống, đè xuống đi, đè xuống hai tay đi, đè vào. Đấy. Bạn mở rộng cửa tay ra. Mở rộng cửa tay ra. Đúng rồi, vứt lên. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, chờ, nhấc lên. Ôi đấy, gần được rồi. Gần được rồi, gần được rồi, gần được rồi. Ô, đại giả. Đúng rồi, 100 cân đấy. Chú ơi, cái này là 100 cân này à? 100 cân. 100 cân là sao mà bẻ được? Chắc là vẫn có người bẻ được á. Nặng lắm. Chịu. Đây là cái 100 đen. Anh em ra công viên nào. Cố lên nào. Cố lên đi. Cố lên đi. Gần được rồi. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Cố lên. Cố lên một chút nữa rồi. Sắp được rồi. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên. Đặt hàng đi anh, đặt hàng luôn. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Cố lên nào, cố lên, cố lên. Đúng rồi, anh đè xuống. Đè xuống, đè nhập cái địa chỉ. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Địa chỉ của anh trai của bạn. Anh có thể đặt sâu thì anh đè xuống dễ hơn. Đặt sâu vào nách này. Em nào mà có tố chất đây, ngày hôm nay mình ra đây để chứng minh cho nhiều anh em hỏi cân nặng và sức khỏe nhé. Thằng lá đấy, thử thách của một anh là như này: nếu mà em bẻ thanh 100 vàng này có tỷ thành công hoặc là thanh 100 đen không tỷ thì mình thưởng cho là một quay ở đây. À, tỷ không tỷ à? Cái này có tỷ. Cái này được 2 tỷ nhá.